Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Với Hồng đang ở đường Tùng Thiện Dương ha, và đây là hẻm 629 đường Tùng Thiện Dương. Đằng đó là dòng xây của Tùng Thiện Dương với đường Tuy Lý Vương ha, ngay chỗ cái chợ, ngay chỗ khu trên bến dưới thuyền đó cô chú anh chị. Tổ chức lễ hội hoa xuân trên bến dưới thuyền quận 8 ha. Và bên đây là bên dạ cầu Nhị Thiên Đường nha cô chú anh chị. Và hẻm này là hẻm 629 đường Tùng Thiện Dương ha. Chú Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà nằm trong hẻm 629 đường Tùng Thiện Dương này. 629 nè ha. Ở nhà này, hẻm này thông qua bên hẻm, hẻm này thông qua bên hẻm đường Nguyễn Duy nha cô chú anh chị. Căn nhà mình là cái căn cao hả, cô chú gì đó thấy không, căn cao có mấy ngói ở trên đó. Hẻm này thông quẹo phải là hẻm 832 đường Nguyễn Duy nha, rẽ trái thì mình ra bên đường Cao Xuân Dục, ngay chỗ ngân hàng rẽ trái nữa thì mình ra bên ngân hàng ACB ngay đường Tùng Thiện Dương, ngay dòng xây Tùng Thiện Dương. Và căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú anh chị bạn là căn nhà này nè. Đó, căn nhà này nè, 629/34. Hẻm này hẻm thông nha cô chú anh chị. Đó, hẻm này hẻm thông nha. Ở nhà mình đây ha, một trệt với hai lầu nha. Nhà đúc bê tông cốt thép luôn. Đó. ha. Đây, hẻm này thông ra 832 đường Nguyễn Duy nha cô chú anh chị. Và ở đây, đường này thì mình đi qua Cao Xuân Dục được nè. Đó, mình rẽ phải Cao Xuân Dục, rẽ trái thì ra ngay dòng xây đường Tùng Thiện Dương, ngay chỗ dòng xây ngân hàng ACB á. Đó, đằng đó là ngân hàng ACB á. Cô mắc Ti Lý Vương. Hẻm trước nhà đây là hẻm 4m và hẻm bên hông nhà mình đó là hẻm 5m ha. Thông ra 832 đường Nguyễn Duy nha. Ở nhà mình là ngang 3m và chiều dài là 16m ha. Và chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 4 tỷ 780 triệu. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Giá này vẫn còn thương lượng nha. Cô chú anh chị bạn nào thấy căn nhà này ưng ý về vị trí, ví dụ như mình thấy gần quận 5, gần bưu điện quận 5, gần cầu Trà Già, thấy thuận tiện với mình thì mình đi xem nhà, xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá cả nha. Giá cả là còn thương lượng nha. Thì về sổ sách thì nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Hẻm giới thì không có bị hẻm giới. Cái bên hông này thì nếu mà có làm thì nhà mình gần sát ra được, gần ra được mặt tiền luôn ha. Là giá cả vẫn còn thương lượng nha cô chú anh chị. Ô tô vô tới đây, cặp hông đây đậu được luôn nha. Đó. 4 tỷ 780 là còn thương lượng nha cô chú anh chị. Còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Còn thương lượng nha. Cô chú anh chị bạn đứng đi xem, Vũ Hồng sắp xếp cặp chủ để thương lượng thêm nha. Hai lớp cửa bảo vệ, một lớp cửa sắt 4 cánh bên ngoài. Và một cửa lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực bên trong ha. Tường nhà thì được dán cao lên đến trần luôn rồi. Ở gần đến trần luôn. Ở phía trước này là phụ PVC cao đến trần luôn. Bên trong là 1,5m nha. Chủ nhà tặng lại cho mình bốn cái tủ của 4 phòng, 5 nhà vệ sinh và bộ sofa, kệ tivi và tủ bếp, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bộ bàn ăn 6 ghế, đồng hồ. Nói chung là trong nhà có, trong video này có gì thì chủ nhà tặng lại hết cho mình luôn nha. Giấy tờ chủ quyền Hồng hoàn công đầy đủ, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Nên cô chú anh chị bạn thấy ưng ý thì cứ đi xem nhà, xong sau đó Vũ Hồng sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng nha. Chiều dài nhà mình 16m. Ở đây di chuyển qua quận 5 rất gần ha. Qua cầu Trà Già là tới quận 5 rồi. Ở cầu thang thì đặt gần ở cuối nha.
Và nhà mình có trang bị hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời luôn ha. Đó, một cái hệ tủ bếp rất là lớn luôn ha. À, chị em phụ nữ nào mà thích nấu nướng á, thì có một cái hệ tủ lớn như thế này mình nấu nướng rất là thoải mái ha. Tha hồ chế biến những cái món ăn cho gia đình, cho những người thân yêu của mình ha. À, dài phía sau luôn nha. Đó, nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời luôn nha cô chú anh chị. Đó, nhà vệ sinh của mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời đến từng phòng luôn. 5 nhà vệ sinh, tổng cộng có 5 nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên. Chủ Hồng xin nhắc lại là giá chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 4 tỷ 780. Giá này còn thương lượng nha, còn thương lượng nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị bạn nào cứ ưng ý vị trí nhà, về căn nhà thì Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá. Gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm về giá ha. Ở đây gần cô mắt Ti Lý Vương, gần ngân hàng ACB, gần quận 5 ha. Qua cầu Chà Già tới quận 5. Mời cô chú anh chị bạn lên trên lầu ha. Cầu thang là tay vịn gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương. Và phía bên ngoài, phía bên trong là cách điệu bằng một cái vách ha, làm bằng giống như là cái kệ vậy đó, vừa cách điệu bên trong bên ngoài, vừa để trang trí, để đồ đạc trên đây cũng được ha. Rồi mình lên trên lầu ha. À, cầu thang rất rộng ha, đi lên lầu này nha. Ở phía trước một phòng, ở phía sau một phòng ha cô chú anh chị. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình hãy đăng ký kênh ủng hộ chú Hồng nha. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem kênh rồi, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Đây phòng phía sau nè, phòng phía sau cũng có nhà vệ sinh bên trong. Bộ tủ màu hồng, đèn led âm trần, cửa nhôm sinh pha, kính cường lực. Có cửa sổ thông ra phía ngoài và khoảng trống phía sau nhà này của mình luôn nha. Ở khoảng trống này phía sau nhà này là của mình luôn nha. Nhà vệ sinh có vòi xanh, vòi đỏ nè. Có cửa sổ. Ở đầy đủ hết ha. Rồi phòng phía trước. Phòng phía trước ha. Đây cầu thang đi lên là có ánh sáng rồi, lấy sáng luôn nha. CB. Phòng nào cũng có nhà vệ sinh bên trong hết. Đó, bên trong hết ha. Nhà mình nằm gần dòng xây cầu Nhị Thiên Đường nha cô chú anh chị. Gần ngân hàng ACB, gần cô mắt Ti Lý Vương, gần cầu Chà Già luôn. Đó, mỗi một phòng là có một cái tủ này hết ha. Là ở nhà có cái gì là chủ nhà tặng hết luôn trong luôn nha. Cái ghế này chủ nhà cũng tặng luôn cho người mua mới luôn nha. Ủa này, cái này chưa xài nha cô chú anh chị. Còn bọc niệm luôn nè, còn bọc siêu luôn. Và đây là ban công phía bên ngoài. Hai ban công phía ngoài nè ha. Căn mình kế căn góc nha. Ban công rộng khoảng 1m2. Đó, có vòi nước rồi sẵn hết ha. Đây là có cái cửa sổ nè. Rồi lên lầu 2 ha. Cầu thang đi lên có một cái mở cái cửa là nó rất là thoáng luôn. Căn góc kế bên mình mai mốt giải tỏa là nó sẽ hết một nửa căn luôn. Là còn phần còn lại là nhà mình kế mặt tiền luôn nha. Rồi ngang 3m, dài 16m ha. Ở đây chủ nhà có làm cho mình chỗ để giặt đồ nè, chỗ thoát nước nè, cấp nước nè, nguồn điện nè. Trên đây có tấm sáng nè ha. Hai phòng phía sau cũng cửa nhôm sinh pha, kính cường lực và tủ đây màu xám ha. Đó, đèn ngủ, đèn led âm trần, giật khách nhà màu đầy đủ hết nha. Rồi đây nhà vệ sinh, phòng nào cũng có nhà vệ sinh bên trong hết. Đó, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời đầy đủ ha. Có cái gì trong video là chủ nhà tặng hết nha, giá cả là mình còn thương lượng nha, nên mình cứ đi xem đi rồi xong xuôi gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá ha. CP của tầng này đây, phòng phía trước cũng có nhà vệ sinh nè, tổng cộng là có 5 nhà vệ sinh nha. Có 5 nhà vệ sinh ha. Xin nhắc lại, nhà mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời đến từng nơi luôn ha.
là kính xài kính cảm ứng, từ nhà vệ sinh thì dán cao đến trần. Tủ đây đó. Bên hông nhà mình thấp hơn cái căn này, không được xây cao nên là chỉ được như vậy thôi, nên nhà mình là cao ha, mở cửa sổ thoáng mát. Phòng ở phía trước nè có máy lạnh, nhà mình có hai cái máy lạnh ha, trang bị sẵn hai cái máy lạnh cho mình rồi. Ngoài kia ngân hàng ACB ngay dòng xây đường, ngay dòng xây cầu Diễn Đường Tùng Thiện Dương đó cô chú anh chị, thấy không, ngân hàng ACB đó kế bên BNG á, ngay chỗ đó là kế bên, là ngay chỗ dòng xây là hiện giờ đang tổ chức lễ hội hoa xuân 2024 trên bến dưới thuyền đó cô chú anh chị. À, cô chú anh chị bạn nhìn ha, nhà mình kế căn gốc nha. À, bên công thì khá rộng, ở đây chủ nhà làm sẵn cho mình chỗ đặt giặt đồ rồi, muốn giặt ngoài này cũng được, bên trong cũng được luôn nha. À, kế căn gốc rất đẹp luôn, hẻm thông ô tô thông luôn ha. À, bên đó ô tô thông nha, quẹo hướng này là ra đường Nguyễn Duy, bên đây là ra bên Cao Xuân Dục với đường Tùng Thiện Dương ngay dòng xoay. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại căn nhà mình nha. Nhà mình ở địa chỉ là 629/34 đường Tùng Thiện Dương, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà có kích thước ngang 3m, dài là 16m, nhà có kết cấu một trệt với hai lầu, nhà đúc bê tông cốt thép, sổ hồng hoàn công đầy đủ. Hướng nhà là hướng bắc là sang hướng tây một ít. Nhà nằm gần dòng xe cầu Nhị Thiên Đường, gần cô mắt Ti Lý Vương, gần ngân hàng ACB trên đường Tùng Thiện Dương và gần cầu Trà Già qua quận 5. Chỉ mất khoảng chưa đầy 5 phút. Căn nhà này chủ đang kêu bán là 4.780 triệu, giá vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Cô chú chị bạn xem căn nhà nếu ưng ý, căn nhà kế góc này ưng ý thì mình cứ đi xem xong Vũ Hồng sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá nha. Cô chú chị bạn nào có người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà thì hãy giúp cho họ mua được nhà bằng cách chia sẻ video này ha. Và nhớ bấm like sau khi xem hết video nha. Vũ Hồng chúc cô chú chị bạn một mùa xuân mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc và hạnh phúc an lành ha. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video review nhà lần sau nha.